Hello mọi người, video hôm nay sẽ là tổng hợp các hoạt chất có khả năng dưỡng sáng da mờ thâm nám cực kỳ nổi tiếng và hiệu quả trên thị trường. Tôi sẽ đi qua công dụng của từng cái hoạt chất cũng như là recommend những cái sản phẩm tiêu biểu nhất tương ứng với cái hoạt chất đó. Nếu mà mọi người muốn Trinh làm những cái video review riêng tất cả những cái sản phẩm của cùng một cái hoạt chất thì nhớ là để lại comment bên dưới nha. Trong video này thì Trinh sẽ recommend cho mọi người rất là nhiều các hoạt chất khác nhau, nhiều sản phẩm khác nhau tương ứng với từng loại da, nhu cầu da và túi tiền của mọi người để ai cũng có thể chọn được ít nhất cho mình một sản phẩm bổ sung vào công cuộc dưỡng sáng da mờ thâm nám. Ok, let's go. Đầu tiên là AHA, đây là một alpha hydroxy acid, là một cái thành phần có khả năng tẩy da chết. Nguyên tắc hoạt động của nó là sẽ lấy đi những cái lớp da chết bề mặt bị xỉn màu, trả lại một cái bề mặt da hết sức sáng khỏe mịn màng. AHA thì có rất là nhiều thể khác nhau với những cái kích thước phân tử lớn nhỏ khác nhau. Phân tử càng nhỏ thì sẽ càng thẩm thấu vào sâu bên trong da và phát huy hiệu quả cao hơn. Các loại AHA thường thấy như là glycolic acid, mandelic acid và lactic acid. Trong đó glycolic acid là phân tử nhỏ nhất có khả năng thẩm thấu sâu vào trong da nhất và phát huy hiệu quả cao nhất. Thì đây là bản serum của nhà L'Oreal, Glycolic Pride 1% Glycolic Acid Serum. Ok, Trinh chọn bản serum này của nhà L'Oreal để mở màn video ngày hôm nay là vì những lý do sau đây. Đầu tiên, AHA trong này là Glycolic Acid. Thì như Trinh nói lúc nãy, đây là cái thức AHA hiệu quả nhất. Và với một cái nồng độ 1% thì là một cái nồng độ cực kỳ phù hợp cho những bạn beginner. Dù là được bào chế trong một nền cồn nhưng mà trên da của Trinh thì không hề có một cái hiện tượng kích ứng nào cả. Nhất là so với cái bạn The Ordinary Glycolic 7% á. Đối với cái bạn đó thì tới bây giờ Trinh xài vẫn còn cảm giác rất là châm chích, rất là khó chịu. Còn đối với bạn này thì Trinh không hề thấy bất kỳ có một cái hiện tượng châm chích hay là đỏ rát gì hết, ngay cả trong lần đầu tiên sử dụng. Nên Trinh đánh giá là bạn này cực kỳ thân thiện với những bạn beginner mới bắt đầu vào cái con đường dưỡng sáng da của mình. Nguyên nhân thứ hai đó là cái chất serum của bạn này nó cực kỳ mỏng nhẹ luôn, nó thấm rất là nhanh, nó sẽ phù hợp với bất kỳ một loại da nào, đặc biệt là những cái bạn mà có da dầu. Nguyên nhân thứ ba đó là thành phần trong bản serum này thì không chỉ có glycolic acid mà còn được bổ sung thêm niacinamide và vitamin C, đều là những cái hợp chất có khả năng dưỡng sáng da cực kỳ hiệu quả thông qua việc ức chế kiềm hãm tăng sinh sắc tố và thúc đẩy collagen ở trên da. Một lát thì Trinh sẽ review riêng những cái sản phẩm có chứa riêng hai cái hoạt chất này. Tuy nhiên với bản Glycolic Prime này của L'Oreal thì có cả ba thành phần luôn, nên chỉ cần dùng riêng một em này thôi để cho AHA Glycolic có thể lấy đi lớp da chết bên ngoài sạm màu, đồng thời niacinamide và vitamin C sẽ thúc đẩy dưỡng sáng từ bên trong, cho ra hiệu quả toàn diện mà còn rất là tiện. Mọi người chỉ cần dùng riêng một mình ẻn thôi, không phải laser hai ba sản phẩm riêng biệt gì hết. Và nguyên nhân cuối cùng, đây là một bản serum thuộc phân khúc giá phổ thông nha, phù hợp với mọi túi tiền. Đây cũng là một cái điểm cạnh tranh cực kỳ tốt của bạn L'Oreal so với những cái bạn serum AHA khác ở trên thị trường, nhất là với một cái thiết kế chai serum thủy tinh thân vuông màu hồng hologram nhìn rất là sang xịn mịn. Đây là một sản phẩm mà mọi người có thể sử dụng hàng ngày, đặc biệt là đối với những bạn mà mới bắt đầu tập tành cái con đường dưỡng sáng của mình hoặc là bắt đầu sử dụng các hoạt chất treatment. Chỉ cần một em serum này thôi, sau đó mọi người dùng một cái bạn kem dưỡng và dĩ nhiên là kem chống nắng nữa là ok la. Trên đặc biệt là hay dùng em này vào buổi tối để mà buổi sáng hôm sau mình có thể dùng rất là nhiều các hoạt chất có khả năng dưỡng sáng mạnh mẽ, chẳng hạn như là vitamin C hay là tranexamic acid, và đặc biệt là sau đó sử dụng một cái kem chống nắng phổ rộng để mà bảo vệ da của mình tốt nhất, cho ra một cái hiệu quả sáng và cắt bóng. Còn thâm nám lâu năm thì sẽ phải cần nhiều thời gian hơn, cần phải kết hợp nhiều hoạt chất hơn cũng như là một số cái biện pháp xâm lấn nha. Giá như mà mọi người được tham dự cái event ra mắt sản phẩm này của nhà L'Oreal cùng với Trinh thì mọi người sẽ thấy được là cái sự đầu tư của tập đoàn L'Oreal vào cái sản phẩm này, từ cái bao bì bên ngoài cho đến cái thành phần và công nghệ bên trong. Nên là tụi mình rất là may mắn có thể dễ dàng sở hữu một cái em serum xịn như vậy và với một mức giá vô cùng hợp lý luôn. Đặc biệt là trong cái dòng Glycolic Prime lần này thì nhà L'Oreal còn cho ra mắt thêm một cái em sữa rửa mặt với một cái cặp kem dưỡng ngày và đêm nữa. Để chị biết không, để cho những bạn nào mà bối rối không biết nên sử dụng cái em serum này kết hợp với những sản phẩm như thế nào thì mọi người có thể mua nguyên một cái bộ Glycolic Prime này luôn, đảm bảo là không thể sai vào đâu được luôn. Đang sẵn đi về tẩy da chết thì các hoạt chất thứ hai cũng có một cái công dụng dưỡng sáng thông qua cái cơ chế là lấy sạch da chết cực kỳ hiệu quả, không ai khác đó chính là azelaic acid. Lúc đầu thì Trinh cũng nhầm tưởng azelaic acid là một thể AHA, nhưng mà không phải mọi người, nó không phải AHA, nó cũng không phải là BHA luôn, mà nó là một dicarbon silic acid. Nó sẽ thừa hưởng những cái ưu điểm cũng như là bù đắp những cái khiếm khuyết mà AHA và BHA không có. Đây là một cái thành phần cực kỳ hiệu quả trong việc điều trị thâm đỏ, cải thiện cái tình trạng nhạy cảm của da và đặc biệt là đối với những bệnh nhân mà mắc hội chứng mẩn đỏ bẩm sinh rosacea như da của Trinh. Đây là một cái thành phần mà Trinh cũng không thể thiếu trong routine hàng ngày của mình. Ở đây thì Trinh có tới 3 sản phẩm để mà recommend cho mọi người. Đầu tiên đó là một cái bạn Dermaphor, thì đây là một cái phiên bản học sinh sinh viên ngon bổ rẻ
nhưng mà vì nó quá rẻ cho nên là mọi người cũng không thể nào mà kỳ vọng được cái hiệu quả thật sự ghê gớm của nó đâu. Sẽ phù hợp cho những bạn beginner ngân sách eo hẹp và muốn tập làm quen với azelaic acid ha. Sản phẩm thứ hai của nhà Polarchoice với nồng độ azelaic acid 10% là một cái sản phẩm mà Trinh cực kỳ thích và nó luôn là một phần trong routine của mình, vì với một cái nồng độ azelaic acid cực kỳ tiêu chuẩn 10% vừa đủ để phát huy công dụng mà không có gây nên những cái kích ứng quá là mạnh mẽ, và nhất là mọi người có thể mua ở dạng size mini với một cái mức giá rất là hợp lý trước khi chi trả cho những chai full size nha. Sản phẩm cuối cùng thì azelaic acid tăng lên tới 20% đến từ nhà AZ Clear. Đây là một sản phẩm nồng độ cực kỳ cao, gần như là cao nhất ở trên thị trường, nhưng mà nó thiên về thuốc nên tôi sẽ không có recommend mọi người sử dụng tùy chỉnh. Hợp chất thứ ba dĩ nhiên không thể thiếu hoa hậu thân thiện của lòng Trinh, đó chính là niacinamide. Niacinamide ai cũng biết đó là một cái hợp chất cực kỳ đa di năng, không chỉ có công dụng làm sáng mà nó còn hỗ trợ kiềm dầu, xác khít lỗ chân lông, thúc đẩy sản sinh collagen, ceramide, củng cố hàng rào bảo vệ da, chống lão hóa ABCD. Nói chung là vì nó làm rất là nhiều thứ cho nên là mỗi thứ thì nó chỉ làm được một chút thôi, nên là để kỳ vọng vào cái hiệu quả dưỡng sáng ở niacinamide thì mọi người phải sử dụng ở những cái nồng độ nó cao hơn ở mức bình thường, có thể là tăng đến 10%, thậm chí là 20%. Trinh bây giờ thì đã tăng đô đến 20% bằng cái bản Polarchoice Niacinamide 20% treatment này. Đây cũng là một cái sản phẩm niacinamide cực kỳ đáng đầu tư mà Trinh không thể thiếu trong routine hàng ngày của mình. Đặc biệt đây cũng là một cái thành phần cực kỳ hiệu quả đối với một đứa mà bị rosacea như Trinh. Cái chất của bản này nó rất là mỏng nhẹ, đây cũng là một cái lợi thế so với hầu hết tất cả những cái loại serum niacinamide có mặt ở trên thị trường. Mọi người sẽ không gặp bất kỳ một cái tình trạng vón cục, sùi bọt trắng hay là thậm chí châm chích, mặc dù là ở một cái nồng độ rất là cao như vậy. Nếu như so với The Ordinary Niacinamide 10%, bạn đó làm cho da của Trinh hơi khô căng một chút xíu, thì đối với bạn Polarchoice mỗi lần Trinh dùng xong thì da của mình vẫn đủ ẩm mượt, rất là thích. Nếu mà bạn nào đang ngại 20% thì mọi người hoàn toàn có thể mua cái phiên bản 10% của nhà Polarchoice luôn, Trinh sẽ để link bên dưới nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ gia tăng cường độ dưỡng sáng lên một chút nè mọi người. Chúng ta sẽ phải nói đến vitamin C, là một trong những cái hợp chất được ưa chuộng trên khắp thế giới trong cái khả năng là dưỡng sáng, giảm nhăn, chống lão hóa và đặc biệt là có khả năng bảo vệ da trước những cái tác động xấu từ môi trường. Vitamin C trên thị trường thì có thượng vàng hạ cám, rất là nhiều thể loại vitamin C, nồng độ khác nhau, chất khác nhau. Nhưng mà trong video hôm nay thì Trinh sẽ recommend cho mọi người những cái sản phẩm vitamin C đến từ nhà Timeless, tại vì cái chất của em nó rất là lỏng, nó lỏng gần như là nước vậy, cho nên nó sẽ dễ chịu với bất kỳ mọi loại da, ngay cả bạn có da dầu nhất đi chăng nữa thì bạn xài cũng không hề cảm thấy bị nặng mặt hay là vết rít. Và ngay cả đối với một cái nồng độ là 10%, thậm chí là 20% thì Trinh cũng không hề cảm thấy bất kỳ một cái hiện tượng châm chích gì ở trên da của mình, cho nên là đối với những bạn beginner thì hoàn toàn vẫn có thể mạnh dạn triển khai cái 10% này luôn. Còn bạn nào mà kiểu quá nôn nóng thì 20% vẫn sẽ rất là êm ở trên da của mình. Bản thành phần của Timeless thì vẫn luôn rất đơn giản, luôn trường tồn với thời gian, chỉ tập trung vào đúng những cái thành phần cần thiết nhất trong việc dưỡng sáng, chống lão hóa và cấp ẩm sâu cho da. Sau vitamin C thì chúng ta phải kể đến tranexamic acid, cũng là một cái thành phần dưỡng sáng điều trị thâm nám cực kỳ hiệu quả. Chỉ cần một cái nồng độ 5% được bào chế ở một cái thức và một cái độ pH nhất định thì nó đã mang được một cái hiệu quả cực kỳ cao trong việc cải thiện nám nè, đốm nâu nè, thâm sâu mụn, đặc biệt là thâm đen. Nguyên tắc hoạt động của tranexamic acid sẽ là ngăn ngừa cái sự hình thành melanin để mà giảm những cái đốm thâm cũ, đồng thời ngăn ngừa những cái đốm thâm mới sản sinh. Thì ở đây Trinh có một sản phẩm của Exception, là một cái thương hiệu dược mỹ phẩm đến từ Tây Ban Nha. Mọi người sẽ thấy chủ yếu là ở các spa, nhưng mà trên thị trường thì cũng rất là dễ mua. Trinh đặc biệt recommend sản phẩm này á, tại vì cái nồng độ tranexamic acid của nó là 2%, là một cái nồng độ trung bình, đủ để thấy được cái hiệu quả dưỡng sáng và thâm nám ở trên da của mình. Nó sẽ phù hợp với tất cả mọi loại da, nhất là với một cái chất liệu cực kỳ mỏng như là nước luôn. Các bạn da dầu dùng thì cũng không sợ bị bết rít, đặc biệt là kết hợp với 2% HA nữa. Mọi người có thể dùng sau peel luôn, vừa cấp ẩm cho da của mình nó căng bóng nhưng mà đủ để boost thêm cái hiệu quả dưỡng sáng. Một cái chai như thế này thì dung tích của nó tính 50ml lận mọi người, nên tính ra là giá không hề đắt ha. Sau tranexamic acid thì dĩ nhiên phải kể đến là glutathione. Mọi người bây giờ mình đọc là glutathione hoặc là glutathione nha mọi người, mình đừng có đọc là glutathione nữa nha. Thì đây là một cái hợp chất rất là phổ biến, đặc biệt là trong mỹ phẩm của Thái. Nhưng mà khi về đến Việt Nam thì Trinh không hiểu sao là đa số nó sẽ về dưới những cái dạng kem trộn, kem khuấy á mọi người. Cho nên là trên thị trường thì Trinh vẫn chưa tìm thấy những cái sản phẩm serum hoặc là kem dưỡng mà có chứa glutathione thật sự mà Trinh ưng ý. Nên là hy vọng trong thời gian sắp tới thì tụi mình sẽ có thêm nhiều lựa chọn hơn. Vì đây
đây là một cái hợp chất mà cực kỳ hiệu quả trong việc điều trị thâm nám thông qua cái cơ chế hoạt động, đó là ức chế việc tổng hợp melanin của một cái enzyme có tên là tyrosinase. Đây là cái enzyme mà tham gia vào quá trình chuyển đổi sắc tố trên da từ sắc tố đen hay còn gọi là hắc tố eumelanin sang các sắc tố sáng màu hay tiếng Anh là pheomelanin. Đây là một cái thành phần cực kỳ hiệu quả trong việc điều trị thâm nám không chỉ đối với da mặt đâu mà còn đối với da toàn thân nữa. Mọi người sẽ bắt gặp rất là nhiều cái sản phẩm mà có chứa glutathione dưới dạng là serum bôi ngoài, thậm chí là dưới dạng viên uống thực phẩm chức năng. Ở đây thì Trinh chỉ có một cái bộ sản phẩm của nhà Dina trực thuộc tập đoàn Roto có chứa glutathione mà Trinh đã có review rồi, bạn nào chưa xem thì Trinh sẽ để link bên dưới ha. Cái bộ sản phẩm này á, thì nó vừa có serum rồi mọi người, nó vừa có kem dưỡng mà nó vừa có cái viên uống nữa. Mình có thể kết hợp nguyên một cái bộ này trong uống ngoài thoa để mà tăng cường cái hiệu quả điều trị thâm nám đến mức tối đa. Dina là một cái thương hiệu trực thuộc tập đoàn Roto của Nhật nên rất là uy tín, mà cái mức giá của nó chỉ thuộc tầm trung thôi, nên nếu mà mua cả nguyên một bộ thì Trinh thấy cũng không có quá là đắt đâu. Cuối cùng sẽ là arbutin và kojic acid. Nguyên tắc hoạt động của hai cái hợp chất này thì nó khá là tương đồng với tranexamic acid. Tuy nhiên ở trên thị trường thì ngoài những cái tên quen thuộc như là The Ordinary thì Trinh chưa thấy có những cái sản phẩm thật sự là nổi bật. Chỉ có một cái sản phẩm mà kết hợp rất là nhiều hợp chất khác nhau, không chỉ có arbutin, kojic acid mà còn có thêm tranexamic acid mà mình vừa mới review ở trên. Không ai khác đó chính là nhà Scarfix. Trinh cũng có review em này rồi. Thì đây là một cái kem gọi là chấm lên những cái đốm thâm nám của mình. Nó thật sự có hiệu quả, chỉ là mọi người phải quản lý cái kỳ vọng của mình, không phải là bôi hết một tiếp là hết thâm hết nám được đâu. Mọi người phải dùng ít nhất là từ 6 tháng đến 1 năm thì mình mới thấy rõ cái hiệu quả dưỡng sáng, đặc biệt là mờ thâm. Tàn nhang thì chắc là không có mờ rồi đó, chủ yếu nó sẽ tác động vào những cái đốm thâm và những cái nám mới, những cái nám nông chân thôi. Trinh cũng hy vọng là trong thời gian sắp tới thì tụi mình có thêm nhiều lựa chọn hơn cho hai cái hợp chất này. Còn một cái hợp chất nữa nhưng mà Trinh không có muốn đem vào video ngày hôm nay, tại vì nó thiên về thuốc và cái hiệu quả của nó cực kỳ mạnh mẽ luôn. Nếu mà mọi người không biết cách sử dụng thì để lại những cái hậu quả vô cùng to lớn, đó chính là hydroquinone. Nên đối với cái hợp chất này thì Trinh khuyên mọi người là nên tham vấn ý kiến bác sĩ, hoặc là Trinh sẽ làm một cái video riêng nói riêng về cái cách sử dụng như thế nào để cho nó an toàn hiệu quả nhất. Nếu mà mọi người có hứng thú thì comment bên dưới cho Trinh biết nha. Ok, thì hy vọng là mọi người đã chọn được một cái hợp chất, một cái sản phẩm phù hợp với loại da, nhu cầu da cũng như là túi tiền của mình. Trinh sẽ để link bên dưới nơi mua tất cả những cái sản phẩm mà Trinh vừa mới review. Kết thúc video này thì Trinh chỉ có một cái thông điệp duy nhất, đó là mọi người đối với bất kỳ một việc gì, nhất là trong cái việc dưỡng sáng da, thì đừng có dục tóc bất đạt, đừng vì những cái lời ong bướm bôi vào một phát là trắng sáng ngay, để cho mình mua phải những cái sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ để lại những cái hậu quả vô cùng to lớn, không chỉ ở trên làn da mà còn trên chính sức khỏe của mình nữa. Mọi người cứ nhớ là chăm sóc sức khỏe, chăm sóc làn da, đặc biệt là dưỡng sáng, thì nó là cả một cái quy trình mình kết hợp nhiều bước khác nhau, nhiều chất khác nhau, và đặc biệt là phải kiên trì chăm chỉ thì chắc chắn có công mà sức có mày. Nên Kim chúc mọi người luôn xinh đẹp nha. Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ Trinh. Xin hẹn gặp mọi người trong một video gần nhất. Bye.